Truyện cổ tích Tình bạn của rái cá Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xóa đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc. Cái đói người khách không được nghênh tiếp hoan hỉ bám giết những căn nhà buộc người da đỏ phải xông vào bão tố để kiếm cái ăn. Nhưng họ thường về tay không, mệt nhọc bao nhiêu mà không tìm nổi vết chân thú trong tuyết. Tiếng chu của những con sói đói vượt lên trên tiếng gió gào nghe rợn người. Nhưng cái làm người ta sợ nhất là tiếng khóc của những đứa trẻ đang chết dần vì đói. Lúc đó, Pháp Sư ra đa quát của bộ lạc cầu khẩn túi thần. Pháp Sư nói với những thợ săn đến tụ hội. Túi này có phép thần thông, chỉ cần sờ vào túi là túi sẽ đưa đến cho anh con vật mà anh muốn săn được. Nhưng khi mổ thịt con mồi, không được ăn quả tim nó vì ăn thế thì túi thần sẽ mất thiêng tu trưởng của bộ lạc là người đầu tiên sờ vào túi cầu giết được gấu. Những thợ săn khác cũng làm theo ông. Người cuối cùng trẻ nhất là Skagetti cầu hạ được con mèo rừng. Đêm xuống buốt lạnh. Bão như muốn giật tung các bức tường nhà. Những đám mây nặng đem theo tuyết vần vụ trên nền trời thấp. Gió đệm theo điệu vũ của nó những giai điệu giữ dần hòa tấu trên các ngọn cây. Mọi người ngủ cả, trừ Skagetti. Không chịu nổi những vò xé của cơn nói, anh nhỏm dậy dù lúc ấy đang đêm. Anh lần bước theo con đường vào rừng, dựa vào trí nhớ mà đi. Hy vọng rằng trời hửng sáng sẽ soi cho anh thấy vết chân con mèo rừng chưa bị gió và tuyết xóa sạch. Skagetti rất đỗi kinh ngạc khi nhận ra được con mèo rừng giữa đêm tối dày đặc. Con dã thú quặp trong chân nó hai con dài cá non còn sống. Nghe thấy tiếng chân của Skagetti, dài cá ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh sao Skagetti đọc được trong mắt nó lời Van xin khiến anh nao lòng. Chỉ một phát tên, Skagetti giết gọn con mèo rừng và cứu được hai con giày cá bé nhỏ. Chúng lẳng lặng chạy đi ngay. Điều này làm Skagetti rất vui và trong phút giây anh hầu như quên đói. Nhưng chúng vừa mất hút, cái đói lại nổi lên cuồn cào ruột anh như xoắn lại. Chẳng chút nghĩ ngợi, bằng con dao găm, anh làm thịt con mèo rừng rồi nhóm lửa nướng ăn một mạch. Anh đã quên bẵng điều mà pháp sư đã dặn cấm ăn tim con mồi. Chỉ lát sau nhớ lại lời dặn ấy, anh tự nhủ chẳng ai nhìn thấy anh đã phạm tội ấy. Anh về nhà nằm dài và ngủ giấc ngủ của người ngay thẳng. Trong lúc đó, những người khác trong làng cũng đi săn. Chao ơi, phép thiêng của túi thần đã mất rồi. Con gấu đang đứng trước tầm bắn của tù trưởng đã tránh được mũi tên. Những người thợ săn khác cũng không bắn được con mồi nào. Có cái gì trục trặc đây? Họ nghĩ thế và trở về làng để hỏi Pháp Sư. Pháp Sư đoán rằng có kẻ đã phạm điều cấm. Không cần tìm thủ phạm ở đâu xa, xác con mèo rừng chưa bị lột ra nằm trước nhà đi. Lật lại con vật, Pháp Sư thấy rằng tim nó đã bị móc mất. Dada giận dữ tuyên bố trước các thợ săn. Scaggetti sẽ bị trừng phạt vì đã làm mất phép thiêng của túi thần, cái túi mà tất cả phù thủy ở xứ người da đỏ đều thèm muốn vì có uy lực từ chính Thượng Đế ban cho. Lập tức, Pháp sư truyền đọc lời phán xét, mọi người cùng nghe trong im lặng. Tất cả chúng ta rời bỏ vùng này đến ngụ tại nơi có thừa thải con mồi để săn bắt. Còn Skaget chúng ta để hắn ở đây một mình vì hắn đã phạm luật bằng hữu. Hình phát thật nghiêm khắc, nhưng Skaget tuân theo không một lời kêu ca như một con người chân chính. Không một thợ săn nào lên tiếng bênh vực cho anh, không một phụ nữ nào nhìn anh bằng cặp mắt thông cảm. Chỉ có cô gái Guia nhỏ nhắn không nói gì, nhìn anh ta, Đôi mắt cô đẫm lệ, nước mắt chảy dài trên má. Mọi người đã ra đi, chỉ một mình đi ở lại. Anh Miên Man suy nghĩ, người run lên vì rét và buồn. Ngọn lửa mà anh nhóm lên không đủ sưởi ấm. Bất chợt, anh cảm thấy có tiếng chân đang bước. Đúng rồi, có ai đến. Anh đứng dậy nhìn ra ngoài, không thấy một bóng người. Nhưng xen giữa tiếng rú rít của Bão Tuyết, rõ ràng anh nghe thấy một tiếng nói dịu dàng. Skagetti Skagetti, cách lều anh không xa có một hang động trong đó đang ẩn náu một con gấu. Anh đến giết nó thì sẽ được cứu sống. Sáng sớm, gió đã dịu, Skagetti ra khỏi lều và tìm thấy dễ dàng cái hang động có con gấu đang ngủ say. Một phát tên của Skagetti đưa con gấu đến xử ngủ vĩnh viễn. Con mồi được xẻ ra thế là anh đã có thịt sông khói và bộ lông trống rét. Anh làm việc suốt ngày khá mệt, nhưng đến tối vẫn không ngủ được. Anh luôn nghĩ đến người lạ nào đã cứu anh. Ai? Ai? Nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Skagetdy lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Skagetdy, Skagetdy, we are sắp đến. Hãy bảo cô kêu gọi mọi người trở về làng và bảo cô xin pháp sư đừng giận nữa vì anh biết trả lại phép thiêng cho túi thần. Skagetdy nhảy vọt ra ngoài. Không một ai, vẫn chỉ là đêm tối. Trên cao, mặc giá buốt, lấp lánh những ngôi sao yên ả. Quả thật hôm sau, Wea tìm đến. Cô rất vui khi nhìn thấy anh còn sống và càng mừng hơn khi người yêu của cô cho biết anh có thể đem trở lại phép thiêng cho túi thần. Nhưng Skagetti không nhắc gì đến tiếng người lạ vẫn nói với anh. Wea đi khỏi. Anh làm việc như hôm trước và buổi tối nằm bên lửa chỉ mong đến đêm lại nghe thấy tiếng nói kia. Đêm đến, anh lại nghe thấy nó. Skagetti, Skagetti. Khi Pháp Sư trở về với cái túi, anh hãy cầm lấy trong bàn tay sạch. Hãy hỏi mỗi người thích con mồi nào rồi mở túi ra. Anh sẽ thấy nhảy ra con gấu lớn, con hưu nhẹ chân, con thỏ rừng trắng, tóm lại bất cứ con vật nào mà các anh em muốn. Về phần anh, đừng cầu xin gì. Mọi người được thỏa mãn rồi, anh hãy cầm lấy cái còn lại trong túi và sẽ đem cái đó đến cho tôi ở nhà tôi. Tôi không nói nhà ở đâu, nhưng nếu anh làm đúng lời tôi chỉ dẫn thì anh sẽ thấy nhà. Hai hôm sau, những người da đỏ trở về làng. Pháp sư được cô gái báo cho lời thỉnh cầu của Skagetti đã đưa cái túi cho anh. Này đây, anh hãy chứng minh rằng anh làm được như lời anh đã hứa. Pháp sư vừa nói vừa nhìn anh bằng con mắt giò xét. Hai tay Skagetti đón lấy cái túi, vẻ rất tự tin. Trước tiên, anh hỏi tù trưởng bộ lạc muốn bắt con mồi nào. Tù trưởng vừa trả lời con gấu thì một con gấu lừ đừ bước ra khỏi túi. Quay lại người con cả của tù trưởng. Scarlett đi hỏi, còn anh? Người con cả đáp con hưu thì một con hưu nhảy rất nhẹ từ trong túi ra và nằm dưới chân anh ta. Lần lượt từng người thợ săn ngỏ ý muốn của mình. Scarlett đi luôn tay mở túi và đóng túi. Mọi người đều vui lòng vì được đúng con mồi như ý. Cuối cùng, bàn tay của Scarlett đi chạm phải một vật mềm, có lông ở đáy túi. Rút tay ra, anh nhìn thấy một cặp chân giấy cá liền bỏ luôn vào trong túi áo và sỏ chân vào đôi dư pa ra mới tinh, anh hối hả đi tìm ngay ân nhân đã cứu giúp mình. Anh chưa biết đi về hướng nào thì đôi dư pa đưa anh đi đúng hướng. Đến bìa rừng, anh đứng trước một cái lều mà trước đây anh chưa hề thấy ở nơi ấy. Đoán đó là nhà ở của ân nhân, anh bước vào, không người. Trên nền đất, một đống cá. Phẳng phất mùi giấy cá. Skagetti đặt đôi chân giày cá ở giữa lều và vội vàng đi ra ngay anh mới ra được mấy bước thì một tiếng nói quen thuộc giữ anh lại. Skagetti, Skagetti. Anh quay lại. Một cái hồ chợt hiện ra ở chỗ trước đây là cái lều. Tiếng nói quen thuộc cất lên. Skagetti, cảm ơn anh đã cứu hai con tôi khỏi nanh vuốt con mèo rừng. Bởi vậy, từ nay túi thần không bao giờ mất thiêng. Cặp chân mà anh đem lại chính là của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Của tôi. Tiếng vang nhắc lại nhưng anh nên nhớ rằng không một thợ săn nào được răng bẫy bắt giải cá. Nếu không làm đúng thế thì anh sẽ mất tình bạn của tôi. Skagetti còn nghe thấy một tiếng búp rồi im lặng. Trên mặt hồ có những vòng tròn loang rộng dần. Mặt hồ lại phẳng lặng như mảnh gương đúng lúc Guia hớn hở đi đến gặp anh. Guia, Guia, Skagetti reo lên, chạy tới đón cô. Anh kể với Guia tất cả câu chuyện mà sau này anh còn nhắc lại với ai muốn biết. Từ đó, không bao giờ bộ lạc ấy phải đói những con người màu da đồng sống mãi trong tình thân hữu với giai cá và cái túi giàu có chẳng lúc nào rỗng không hết các bạn hãy like share và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nhé cảm ơn các bạn